Okay, good afternoon. Hello, teacher. Yes, hello, my dear. How are you today? How are you today? Okay, today I'm very good. How are you today? I'm fine, thank you. Okay. Yes? Okay, so what did you do today? I do homework. You did homework. Okay, good job. Yes. And what is your homework? I listen and write. You listen and write down. Okay, good job. Yeah, you listen and write down. Yeah. Okay. So the recording. Hôm trước chúng ta nghe về cái gì? Do you remember? Do you remember? What listen, did we? Listen in a picture. Listen. Okay, listen to a recording, and it's about a picture, right? Okay, I will show you. I received your homework, and okay. Let's see. Rồi. Con có thể đọc cái phần mà con viết xuống không? Can you write? Can you read? What you write out? Yes. Yes. The first one. Robert. Robert is. Robert is the man holding the umbrella. Good job. Yes. The first one. Well. Yeah. Okay. Yes. What else? Ai nữa nhỉ? What else? Michael. Michael, what is he doing? Michael is reading a comic in the class. Yes, okay. Good. What else? Who's the next one? Trong vở của con đấy là đến Helen đúng không? Helen đã làm gì? What did she do? Cô có nhìn thấy là catching. Đúng rồi, đuổi theo đúng không? Catching, what is the meaning of catch? Catch là bắt. Okay, yes, acceptable. Chúng ta có thể nói là running up. Khánh có thể ghi cho cô nhé. Running có thể nói là catch hoặc là run là được. Okay, và con chưa cần ghi bộ. Chúng ta có thể nói là catch hoặc là run. Okay. Rồi, what else? Cathy. Cathy, okay. Cathy. Cathy, what is she doing? Cathy. Rushes, đúng rồi. Trong cái phần mà Khánh ghi thì Khánh có ghi là Cathy is looking the bag. Cathy is looking the bag. Rồi, vậy chúng ta nên sử dụng cái từ looking for. Looking for, what is the meaning of looking for? Tìm kiếm, right? Looking for, tìm kiếm, Russia, hoặc là chúng ta ở đây thì Khánh có ghi là a bag, okay, good job. Rồi, what else? Ai nữa nhỉ? Ôi, con nghe gì hết. Okay, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. Hello. Hi. Con có nghe thấy cô nói không? Do you hear me? Yes. Yes, okay. Now, the next person is
The next person is, who is the next person? Ai nhỉ? Cathy. Cathy. Cathy, ok Cathy. Cathy thì ở đây Russia thì Khánh đã dùng là pack rồi. Ok, good job. Okay. Tuy nhiên trong phần con viết thì con thiếu chữ looking for. Chúng ta sẽ phải nói là looking for. Nếu chúng ta chỉ nói là looking thì nó sẽ thiếu nghĩa, nó sẽ sai nghĩa. Mình phải ghi là looking for, có nghĩa là tìm, tìm kiếm. Right? Looking for. Can you hear me clearly? Yes? Yes. Ok. Now, the next person is Emma. Emma. Yeah, what is she doing? Emma is putting on a coat. No, Emma and Emma is carrying a yellow hat. Ah, okay. Okay. Emma is carrying. Rồi, đúng rồi, chúng ta có thể sử dụng Khánh đã nhầm cái chữ đấy là chữ carry với chữ put on của cô, đúng không? Carry và put on. Nếu mà là cái áo thì chúng ta sẽ là mặc, chúng ta không thể vận chuyển. Nếu mà là rucksack thì chúng ta sẽ là carry được. Nếu là bag, được chưa? Nếu là bag này hoặc là rucksack thì chúng ta có thể là carry. But a coat thì chúng ta phải put on, chúng ta phải mặc, đúng không? Right? Put on. Rồi, ok. Khánh chữa cho cô cái từ từ carrying nhá. Đây, câu số 5 này. Con chữa cho cô cái từ carrying. Carrying chuyển thành là putting on. Putting on. Carrying chuyển thành putting on. Câu số 5. Trong phần bài viết ấy, mình sẽ chuyển từ carrying thành putting on. Ok. Con tắt mic. Turn on your micro. Ok. Yes, ok. Ok. Yep, ok. 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 Luna ơi, tắt điện, tắt điện. Ok. Ok, yeah. Okay, you can take note. You can write down something. Take yes. note. Yep. Finish. Okay, finished. Okay. So, okay, we will look at this picture again. Now, so we can see that this is Emma and she is putting on a coat, wearing a yellow hat. Okay? This is Emma. Yeah. And this is Helen. Helen là cô gái mà chạy lên, running up. Con có thể nói, con có thể viết cho cô một từ mới nhé. We have one new word. Run up. Chạy lên. Chạy lên. Chạy lên. For example, the girl running up a hill. A hill là gì? What is the meaning of a hill? Nghĩa là? A hill là cái đồi. Yes, good job, cái đồi. Vậy chúng ta có cái từ run up, chạy lên. Chạy lên. Chạy lên đồi. Yeah, chạy lên cái đồi. Run up run the hill. Up of the hill. Yeah, run up. Oh, we don't have up. Chúng ta không có up. We don't have up. Run up a hill. Run up a hill. Good job. Okay. Yeah. Okay. Finished? Okay. Yes. Yes. Okay. Now,
We've moved to new parts. Okay. Now, what is the day today, Khánh? Today on Thursday. Today on Thursday. Which month? The month. Yep. August. August. Okay. August. Yes. Yeah. Yeah. Which date? Which date? yeah. Date. Date. Yeah. Bao nhiêu nhỉ? Hai ngày bao nhiêu nhỉ? Okay, à, cô xem nhé. Hôm nay là ngày 13. 13. 13. 13. What about the year? 2020. Oh, okay, again. 2020. Yes. Yes. Okay. In another way, in another word, we can say 2020. Cô đã dạy một cái cách. I taught you one more way. 2020, right? Right? Yes. Okay. Rồi. Look at this. Do you see this example? Do you see this picture? Yes. Yeah, okay. Okay, can you tell me what the picture talk about? What this picture is about? Picture about a job. Job, oh, okay, yeah. Whose job? Công việc của ai? Whose job? My aunt's job. Okay, do you understand aunt? Yes. Yes. What is the meaning of aunt? Là cô chú. Yeah. Oh. Cô o chú. Cô. Cô. Chú thì sao nhỉ? How do we say? Uncle. Uncle. Yes, okay. I will write for you. Uncle. Yeah. Đây là chú, bác. Đó, okay. Rồi. Chú, bác, uncle. Yes. Uncle. Hôm trước cô sẽ chuyển cái phần viết tiếng Việt đã. Uncle. Okay. Let's see it again. Okay. How many uncles do you have? There are lots of uncles. Okay, there are lots of uncles. But I asked you the question, how many uncles do you have? There are 20 uncle. Oh, con có tận 20 con có tận 20 bác và chú hả? Dạ, có nhiều chú. Có nhiều chú, ok. Yes, ok. Có thể là chú là em trai của bố, bác là em trai của bố. Ý là cô hỏi là như vậy á. Rồi, ok. Rồi, nào chúng ta đi đến với number one. Ok. Do you remember this word? How do you pronounce this word? Kín không? Oh, chữ này có phải kín không? Lần trước chúng ta đúng không? Khai. Khai là loại. Loại rồi, lần trước thầy cũng nói là kín đấy. Nào, thế cai chữ y này chúng ta phát âm là
đọc là ai đúng không? Thì mình sẽ nhớ cái từ này là kind. The kind of job, what is the meaning? Nghĩa là loại nghề nghiệp. À, ok. Cook, what is the meaning of cook? Cook là nấu. Nấu. À, ngoài ra còn có nghĩa gì nữa? Nghĩa khác. À, đầu bếp. À, đầu bếp, good job. Rồi, nào. Number one, what is teamwork? Teamwork. Where? Teamwork. Work. Words. Number two. That all. That's all. Yep. How? 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 Get there. Get there. Number three. Get there is. I don't know, get there. À, get there is mean đến đó. Go to there bằng với get there. À, ví dụ nhá. For example, I go to school. Thì cô có từ get there. Get there có nghĩa là đến đó. Đến đó. Get there, đến đó. Ok, get there, đến đó. Get there, đến đó. Finish. Okay. Now, next one. Okay. So how she gets there? Now, by. Sau by thì chúng ta thường cộng với cái gì nhỉ? How. Với. Cộng với cái gì? By bicycle, motorbike. Tức là transportation vehicle. Okay. Yes. Now number three, what is keyword? Để con trước bật đèn. Okay, okay. Này kia đi. Okay, welcome back. Okay. Yes. Okay. Yes, welcome. Now number three, what are keywords? Number three. Number three. Time starts work. Time starts work. Okay. Yeah. And do you see? What is this? Giờ. Giờ. AM là thuộc vào cái buổi gì? Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Buổi sáng. À, buổi sáng. Thế còn buổi chiều? PM, right? Yes, PM. Rồi, good job. Now, number four. What is the word? Number four. What? What? Mix. 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 Not mix. Mix. Yeah, okay. Okay. Yeah, now, number five. Number five. Number five. What? What? Okay. What else? Where's and what? Where's and what? Okay. Yeah. So do you see the word is where? So what should be right here? Yes. Thế nó bảo là mặc cái gì ở đây thì mặc cái gì thì cái chỗ này mình sẽ điền là cái gì? Quần. Quần áo. Quần áo. Okay. Rồi. Okay, are you ready for listening? Yes. Okay. Yeah. Yeah, you can write down from number one to number five first. Write down number one to number five. Okay, khi nào con xong thì con bảo cô. Cứ viết đi, yes.
Well, Khánh, or we just need to write down number, not words. Chúng ta chỉ cần viết số. We just need to write down number 1 to number 5, not words. Chúng ta không cần viết từ, chỉ cần viết số thôi. Yeah. Okay. Oh, you turn off your micro. You turn off your micro. Yes. Yes. Okay. Làm cô giật cả mình. Okay. Yeah. Now are you ready for listening? À, chưa hả? Ừ. À, có tiếng em bé rồi. Okay. 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 Now it's very quiet. Rất là yên tĩnh, đúng không? Yeah. Yes. Okay. Nếu mà con thấy tiếng ồn quá mà không nghe được thì con phải nói với cô nhé. Tell me. Yes. Yes. Okay. Yes. Bây giờ chúng ta nghe được chưa? Yes. Yes. Okay. Okay. Now listen. The baby is happy. Listen. Oh. Yes. What? The baby is happy. The baby is happy. Tức là em bé đang vui hả con? Hay là em bé khóc? Yes. Yes. No, yeah. Em bé đang vui. À, em bé đang vui, okay. The baby is happy. Okay. Rồi, are you ready for listening? À, em bé đang vui thì em bé có mất trật tự không? À, no, okay. Are you ready for listening? Yes, em bé bình tĩnh. Em bé bình tĩnh. Okay. Okay, em bé bình tĩnh. Okay, I'm sorry because cô chưa từng nghe thấy em bé bình tĩnh. I just say, the baby is very happy. We don't say em bé bình tĩnh. Chúng ta sẽ nói là em bé vui vẻ. Em bé giữ trật tự. We don't say em bé giữ bình tĩnh. Okay, yes. Khi mà chúng ta tức giận thì yes. Khi chúng ta tức giận thì chúng ta mới nói là giữ bình tĩnh hay không. Chúng ta không nói là em bé giữ bình tĩnh. Okay, yeah. Rồi. À, okay. Bây giờ chúng ta nghe nhá. Yes. 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 Okay. Yeah, yeah. And look, there is one example. Part 2. Listen and look. There is one example. Aunt Lucy, I have to do some homework about different jobs. Do you? Well, you can write about my job. Okay. You're a cook, aren't you? That's right. I love my job. Can you see the answer? Now you listen and write. I have to ask you 5 questions about your job. Okay, what's the first one? Where do you work, Aunt Lucy? I work at a factory. Okay, I have to write down the answers. That's okay. And how do you go to work? Do you go on the bus? I can't do that. It takes too long, so I go on the train. Okay. And what time do you have to start work every day? Oh, very early. I start at 7:30, but I have to leave home at 7:00. That is early. And what do you make at the place where you work? We make cakes. Wow! What a great job. Do you eat some of them? No. If you make them all day, you don't want to eat them. And my last question. What do you have to wear there? We all have to wear a uniform. I like it.
It looks nice too. Good. Well, thanks for answering my questions. Can I come and visit you at work one day? I don't know. Perhaps. Now listen to part two again. Okay, do you want to listen to this again? How many answers do you have? There are two answers. You have, right? Which number? No. I have three answers. Mấy? What? Three. Okay, which number? Number two. By bus. By bus. Number two. Okay, by bus. What else? Number three, at seven. At seven. Okay. What number else? Make cake. Make cake. Okay. Rồi. Thế thì chúng ta lần đầu tiên. That's all. Yeah. Okay. Good. But the first time we just have three answers. Bây giờ cô. Now I replay this. Bây giờ cô bật lại. Rồi Khánh sẽ nghe lại từ câu số 1 đến câu số 5 nhỉ? À không. Okay. Yes. Okay. Listen and look. There is one example. Aunt Lucy, I have to do some homework about different jobs. Do you? Well, you can write about my job. Okay. You're a cook, aren't you? That's right. I love my job. Can you see the answer? Now you listen and write. I have to ask you 5 questions about your job. Okay, what's the first one? Where do you work, Aunt Lucy? I work at a factory. Okay, I have to write down the answers. That's okay. And how do you go to work? Do you go on the bus? Okay. Do you hear number one? Yes. Yes, what is your answer? Answer, factory. Yes. Factory, okay, good. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến số thứ hai nhé. And how do you go to work? Do you go on the bus? I can't do that. It takes too long, so I go on the train. Okay, and what time do you have to... Okay, number two, what is your answer? Bus. Are you sure? Do you want to listen to this again? No. Người ta nói hai loại phương tiện ấy. Cô sẽ bật lại nhá. Khánh sẽ nghe kỹ đoạn này cho cô. Yes. Go on the bus? I can't do... That's okay. And... How do you go to work? Do you go on the bus? I can't do that. It takes too long, so I go on the train. Okay. And what time do you have to start work? Do you hear? Green E. Number two is? Green. Okay, listen. I can't do that. It takes too long, so I go on the train. Okay. What? And what time do you have to start work every day? Phương tiện gì nhỉ? Which transportation? Bus. Bus? Yes. Okay, nào, bây giờ nghe lại nhé. Chúng ta, người ta nói là bus thì đi là quá xa nên là người ta không đi được bằng bus. Thì không biết là người ta nói đến cái gì nhé, để cô bật lại cho con một câu đấy. Đâu nhỉ? That
It takes too long, so I go on the train. Okay. Okay. And what time do you have to... A train. Right? Okay. Now, bây giờ chúng ta sẽ nghe câu số 3 nhé. It's too long, so I go on the train. Okay. And what time do you have to start work every day? Oh, very early. I start at 7:30, but I have to leave home at 7:00. Okay, what time? 7:30. Okay, 7:30, good job. Okay. Listen. That is early. And what do you make at the place where you work? We make cakes. Let's see. Yeah, good job, cakes. Correct. Wow! What a great job. Do you eat some of them? No. If you make them all day, you don't want to eat them. And my last question. What do you have to wear there? We all have to wear a uniform. I like it. It looks nice too. Okay, number 5 is... Uniform. Uniform. Okay, good job. Yes. Okay, is there any new word here? Is there any new word? No new words. No new words. Okay, yep. Now, look at number 3. We have two ways to say 7:30. So we say, they say 7:30. Okay, what else? Chúng ta nói cách khác là seven thirty o'clock. Okay. Yep. Yeah. Now move to part 3. Do you see? Okay, Khánh, can you help me to read the requirement of part 3? Yes. Yep. Yes. Listen. Con đọc bài này. Listen and write a letter in an egg box. Good job. There is one example where did Betty's grandfather find eating? Eating. Okay. Thing. Yes. Do you know grandfather? Yes. Yes. No. Grand. I know. You know. What is the meaning of this word? Grandfather là ông. Ông đúng không? Yep. Okay. Yes. So, do you see how many objects do we have? Có bao nhiêu vật chúng ta có đây? How many objects do we have? There are six things. Okay. Good job. Things. We can say things. Okay. Now, the first thing. Also, this is our example. You see, what is this? It's a torch. 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 Yeah. Do you know? Do you understand it? Torch. Yes. I understand. Torch là cái đuốc với lại cái đèn. Lần trước chúng ta học bài này rồi đúng không? Chúng ta học một cái bài về reading và writing có từ này rồi. Yes. Còn đây là chúng ta học về listening. Lần trước là có một bài chúng ta học về đọc với cả viết, là có cái phần có cái một từ mới, đấy là từ torch này, đúng không? Ok, good job. What else? Keys. Keys. Letter. What is the meaning of letter? Lá thư, bức thư ha. Ok. Gloves. Găng tay. Okay, now move to the right side. Do you see how many pictures are there in this part? How many pictures? There are 8 pictures. 8 pictures. Okay. Now look at the first picture. Look at the picture A. What is this? Picture A. The bus. The bus stop. Trạm dừng chân. Yes,
Bus stop. Do you remember this word? Bus stop. Stop. Bus stop. Dừng lại. À, đúng rồi. Nghỉ chân. À, ok. Bus stop. Now, the picture B. Where is this? Gone. Gone. Golf. Gone. I think this golf. Is sân vận động. Chúng ta có từ gì nhỉ? Stay. 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 Stadium. A stadium. Okay, stadium. Okay, what else? What is this? What's which, what kind of clothes? What kind of clothes? À, vest thì chúng ta nói sao? Do you know? Vest. Vest. Áo vest. How do we say áo vest in English? Vest is vest. À, vest is vest. À, ok. Yeah, nhiều bạn cũng nghĩ nhau như vậy đúng không? Vậy cô có hai từ nhá. Một là từ vest của chúng ta là từ suit. The shoes, trong cái từ suitcase, trong cái từ vali của chúng ta ấy, ở đây chính là bộ vest, được chưa? Bộ vest. Yes, okay. Còn một vest. Và cái cà vạt. Cà vạt. À, cà vạt là tie. Cà vạt. Cà vạt. Hoặc là chúng ta có thể viết là necktie. À, neck là cái cổ này, cái tie là cái buộc. À, khi mà mình nói như vậy thì mình sẽ hiểu là đây là cái cà vạt của các của đàn ông đúng không nhỉ? Của các bác. Yes. Necktie, cà vạt. Suit. Okay, you can write down. Finish. Finish. Okay. Now look at the next picture. Picture D. Where is this? Computer. Ah, okay. Computer. Yes. Picture E. Book. Self. Okay. À, nó giống như cái giá để sách, nhưng mà giá để sách thì chúng ta thường là như nào này, nó liền với nhau đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn giống như là những cái bàn. Okay, self is okay. Now F. Where is this? Living room. Living room, okay. And G. G. Garden. Garden, okay. What about H? What is this? Tủ lạnh ha. Tủ lạnh, we say fridge. Yes. Okay. Tủ lạnh. Yes. Tủ lạnh is fridge. And do you remember how do we spell it? Fridge. F. R. I. D. E. G. Ah, G. E. Okay. Good job. Rồi. Okay. Now we will write down. Right now, okay, 1, 2, 3, 6 things. Chúng ta hãy viết xuống và chúng ta sẽ, nào chúng ta sẽ viết xuống 6 cái chữ này cho cô nhé. Write down and then we will listen. Okay, con viết đi. Viết 6, viết xuống 6 cái vật này, nhớ là các dòng khác nhau nhé.
torch, glasses, ring, keys, a letter, gloves. Okay, good job, finish. Now, we will listen together. Are you ready to listen? Yes. Okay, yes. Yeah, good job. Part 3. Listen and look. There is one example. Betty's grandfather is always losing things. Where did he find each thing? Why do you always lose things, Grandpa? Because I have too many things, and because I put them somewhere, and then I forget where I put them, Betty. I couldn't find my nice new torch the other day, the one which you gave me. But when I played golf, I found it in my bag. Can you see the letter B? Now you listen and write a letter in each box. Have you ever lost anything that was very important? Oh, yes. About 3 months ago, I lost a very old letter. It was very important to me because Grandma wrote it to me 40 years ago. I was very sad when I couldn't find it. But then I found it behind the computer in the dining room, so it was all right. I lose a lot of things too. We all do. When I was a policeman, I lost my white policeman's gloves one day. About a year later, I was standing on a chair. I was looking for something else on a high shelf when I found them. That was good. And another time, I lost my ring. The gold one which I wear sometimes. I know. Well, I took it off to wash the dog outside in the garden, then couldn't find it again. It was too dark to see very well. The next day, I looked for it again. It was under some leaves. I was happy to find it. I lost my glasses too one day last week, but I found them in the evening. I wanted a drink and opened the door of the fridge, and there they were. Inside. It was good to find them. I put them on and watched television after that. Grandpa, you are funny. It's not always funny, Betty. One day, I couldn't find the keys to my car. I looked everywhere for them. In the end, I decided to go to the shops on the bus, but they were in my jacket pocket all the time. Now listen to part 3 again. Okay, yes. Okay, we just finished the first time. Okay, yep. So, can I know how many answers do you have now? There are 3 answers. Three? Yes. Yes, okay. Yes, okay. Can you tell me? Glasses. Glasses là bức tranh thứ bức tranh D, right? E, okay. Yeah. What else? Green. With F. F, okay. What else? Key. And D. With D.
Ok, rồi. Vậy chúng ta có một lần nghe rồi đúng không? Phần này về nhà nghe lại cho cô để lấy lại đáp án. Cô sẽ gửi đáp án vào giờ sau nhé. Về nhà con sẽ nghe lại được chưa? Ok, nào. Về nhà con sẽ nghe lại đoạn này và con sẽ hoàn thành những cái câu trả lời mà chưa xong của mình. Được chưa nhỉ? Ok. Yeah, how many new words are there in this lesson? There are three new words. Okay, what did I say? They are rest there, suitcase, tie. Okay, that's all. That's all. Yes, that's yes. Okay. Rồi. Về nhà hãy làm bài tập này cho cô nhé. Yes. Okay. So thank you. See ya. Enjoy your meal. Bye. Bye bye. Bye. See ya. See ya. See you later. Yes.